Xin chào mọi người nha. Hôm nay hai mẹ con mình đi đến một cái trung tâm siêu thị cũng khá lớn ở Hoài Tây. Và đây là mình muốn quay cho mọi người coi. Đây tầng 1, tầng 2 và tầng 3 là những nhà hàng ăn uống nha. Cái trang trí rất là đẹp ha. Thì trước hình như là mùa Giáng sinh mình đã quay ở trong đây rồi với những khung cảnh Giáng sinh. Hôm nay bắt đầu hai mẹ con vào để ăn. Thì mình muốn đến một nhà hàng Ấn Độ ăn, thằng con trai không muốn nên mình sẽ cho con trai ăn cái món khác ha. Đây, Mỹ Linh đây, xin chào mọi người nha. Mời mọi người coi, tiếp tục coi video mình quay cái nhà hàng Ấn Độ đây cho ra sao nha. Tầng 1, tầng 2 là bán những đồ quần áo, mỹ phẩm, tất nhiên là mọi thứ đồ. Và tầng 3 là bán đồ ăn uống. Ở trên đây nghe nói là có một cái nhà hàng Ấn Độ trang trí khá là đẹp và ăn cũng tương đối ngon. Nên mình muốn lại đây coi nó là làm sao. Bon, aujourd'hui je vais venir dans un restaurant dans son commerçant Khai Tây Soleil pour goûter un restaurant indien pakistanais. Ils ont dit c'est un beau restaurant. Ils ont des plats, comment, un bon plat. Bon, Léo n'aime pas le plat restaurant indien. D'un coup, je vais lui, pendant je lui ramène un restaurant KFC pour manger d'abord. Et moi, je vais dans le restaurant indien. Voilà, c'est beau ici, hein. Bon, donc, les grands, ở đây rất lớn. Là đẹp. Nhìn giống như là những cái thỏi vàng á, thả trên xuống dưới là cái sông cầm liên gô đọt. Leo chọn món ăn ở đây. Leo và Sasi xong là. Bây giờ thì con trai nó ăn, cái phần của nó là 10 ô. Là Leo là món sườn sông lá đó. Mình thì không ăn, mình đợi nó ăn xong mình sẽ cho đi qua cái nhà hàng. Thì nói mọi người nghe, nãy đang đứng xếp hàng mua cho con, tự nhiên có một bà người Ả Rập bà lại, bà hỏi mình chứ có muốn đổi tiền mặt để lấy cái sách cho con. Xong sách con là một cái tấm mình biết là tấm phiếu mà thường thường là của công ty họ cho để dùng. Với cái tấm phiếu đó có giá trị 10 euro chẳng hạn hay 5 euro một tờ, thì công ty họ cho nhân viên để nhân viên dùng đó để mua những cái đồ ăn trong những cái tiệm fast food à. Có nghĩa đồ ăn như vậy này, McDonald's quý gì ha, sử dụng hay là đi trên đường trả cầu đường hay là trả nhà hàng gì đó thì gọi là sách vacon, là gọi là tấm phiếu để cho đi nghỉ hè. Thì cái bà đó lại bắt kêu mình đổi tiền 10 euro, nhưng mà vì cẩn trọng nên mình sẽ không, mình nói là mình không muốn. Tại vì khi mình đến một nơi đó tự nhiên có người lạ tới ráp danh mình mà đề nghị một cái gì đó thì mọi người nên tránh, từ chối, nói là tôi không biết hoặc là tôi không muốn ha. Tại vì mình không biết bà đổi cái ngân phiếu mà bà ấy là nhân phiếu giả thiệt thì mình cũng không quan trọng, mà đổi ra sao mình cũng không có quan trọng ha. Đây là món của con ăn đây. Como japensila liu? Double down. Double down à? Double down. Double down. Cái này chắc từ Anh nó qua. KFC là một món ăn của mình nghĩ là chắc những ai ở bên Mỹ chắc biết nhiều. Double down là có hai miếng gà chiên kẹp ở giữa với lại trong bông cái phô mai. Cái ăn cái này là coi như là rất là béo ha, rất là nhiều calorie, chắc chắn là vậy rồi ha. Một phần ăn ở đây là có một cái này tổng cộng như vậy 10 euro là khoảng 250.000 tiền Việt Nam ha, cho khoai tây chiên nè. Con trai mình ăn gần thích ăn mấy món này lắm, còn mình rủ đi ăn nhà hàng Ấn Độ nó chịu nên mình cho cháu vào ăn cái này trước. Cách trang trí ở trong cái khu này rất là đẹp ha mọi người, rất là dễ thương. Mình đang đi kiếm cái nhà hàng có tên là Lakila Bollywood, là một cái nhà hàng Ấn Độ, ở đi coi nó nằm ở đâu. Đẹp quá ha. Lớn đây. Đây mọi người thấy không, tầng 3 có rất là nhiều nhà hàng đa dạng,
tha hồ mà chọn ha. Đi qua đây coi sao đây. À đây rồi, đây nè. Chắc cái này quá hả? Oh, Salon de Thé Bollywood. À đúng rồi, đây đây. Đây là cái nhà Cesario. Đây là cái nhà hàng mình muốn vô đây. Mình coi cái trước cái nhà hàng nào ở bên Tây cũng vậy. Họ để cái bảng giá gọi là menu cho mọi người coi ha. Để coi thức ăn cái gì thì mình chọn. À, mình quay lại gần giá cho mọi người coi nha. Thì tương đối cũng không đắt ha. Một dĩa gà 11 euro 30. Một euro là 25.000 thì Việt Nam nè. Đời sống bên Tây và lương bên Tây dĩ nhiên là không thể nào nói là đồ ăn bên Tây rẻ hơn bên Việt Nam được nha mọi người. Tại cái đồng lương bên Tây thì là cái lương tối thiểu của một người bên Tây là 1.200, như 1.100 hay 1.200 euro một tháng rồi. Nên giá tiền là như vậy là không có đắt nha. Giờ mình đi vào đây coi nó là cái gì đây. Họ có thì cũng có nhà mình đặt là má được vào đây coi sao. Đây cái nhà hàng quay từ xa cũng rất là lớn nha, đó nhà hàng này cũng to 200 chỗ ngồi lận. À, trung tâm siêu thị này ở vùng 94, nó có tên là Khải Tây Soleil. Nó rộng 136.000 mét vuông và trong đây có 200 cửa hàng và một rạp chiếu phim. Một rạp chiếu phim thì có 12 cái phòng chiếu. Bây giờ hai mẹ con vào đây. Đầu mình đi vào đây mình coi nha sao nha. Hai mẹ con vào ngồi, nhà hàng trông rất là đẹp. Quang cảnh rất là đẹp. À, có những cái hình này kia trên đây nữa. Sẽ bố sai sao? À, thấy cái người phục vụ họ đang đẩy mình thì chắc mình cũng không có quay lắm. Le service montre regarder donc je peux pas filmer tout le prix ici. Juste pour voir comment le prix est. Để coi giá sao. Đây là đang trong cái restaurant mình đang ăn ở trong đây. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người coi cái món ăn ở đây nhé. Nhìn cái nhà hàng này Ấn Độ ha, trang trí rất là đẹp. Và nó nằm ở trong trung tâm siêu thị của vùng 94 tên là Khải Tây Soleil. C'est dans un restaurant à centre commercial Belle centre commercial Khải Tây Soleil. Il s'appelle le restaurant, il y a le nom de Kila Boulik. Bah, je vais goûter le plat ici pour voir comment il est. J'ai entendu aussi il y a le truc de musicien aussi. Nghe nói ở đây cũng có chương trình hát nhạc Ấn Độ. Ngay đây không biết đúng không nha. Những cái đèn này trang trí đây rất là đẹp. Wow, nhìn đẹp quá ha. Một cái bánh rất là Indonesian. Un truc de l'entrée gratuit. Cái này chắc là ăn miễn cho, này là cái miễn phí đó. Mình không biết bánh gì để ăn thử cho mọi người coi nha. Nhìn giống như bánh tráng vậy mà nó có mè ở trên ha. Giống như Tây nó vô nó cũng cho cái bánh mì hay bơ gì để ăn tráng miệng. Việc ở đây là những cái ghế làm rất là đẹp. Mình nghĩ là cái ghế này đem từ Ấn Độ qua. Cái ghế rất là đẹp ha. À, nó bằng gỗ. À, đây là nó chạm cái hình cái đầu con gì lên rất là đẹp. Hay ha. Ở trên bức tường là hình ảnh nữ Ấn Độ nè, rồi nhà này kia nhìn rất là đặc biệt.
chốc nữa nghe nói là cái phía trước mặt mọi người đây đây sẽ có một cái chương trình ca nhạc của người Ấn Độ. De vong vous là tout à l'heure, on va les musiques de les musiciens de indiens qui va jouer des spectacles ici. J'ai entendu parler non, j'ai regardé sur internet, ils ont parlé comme ça. Khi dọn ra ăn thì họ cho mỗi cái bàn ở đây một chai nước lọc và ly. Dĩ nhiên đây nước lọc ở trong chai bên đây không có tính tiền nhé. Bon, avant de manger, de sortir déjà le bouteille de l'eau, carafe d'eau avec deux verres. C'est sûr que ici ils sont payés pas. Voilà. Và sau cái lưng ghế ngồi là mỗi cái lưng ghế là có hình của một cái người đàn bà Ấn Độ ha. Mà điêu khắc rất là đẹp. Đây cũng vậy. Và để sắp xếp ra image une personne ou de Indien, je pense. Ô đây món mình chỉ thích này leo vơ cơ sa. Cuộc lòng, voilà. Souris quand même, mais bon dessert. Bảo cười chút xíu cái món dessert là tu peux goûter hein. On va goûter, vas-y. Ah voilà le spectacle comment. Ở đây là những người Ấn Độ mình gọi là gia, nhạc sĩ Ấn Độ đang làm diễn chương trình này. Vậy mình thì uống coca, soba coca sans sucre. Còn là coca không đường thì con trai thì nó uống cái Fanta. Một cái chai nước ở đây nó tính là 3 euro 90 centim nha. Dĩ nhiên là nhà hàng thì đương nhiên là giá không phải là giá bán ngoài siêu thị, đương nhiên là sẽ đắt gấp đôi ha, gấp đôi gấp ba. Hy vọng là món ăn của mình sẽ được như ý. Đây họ đang là chơi ca nhạc. Nghe tiếng Ấn Độ hiểu chết liền nha mọi người. Đây là món ăn của mình đây, mình gọi món gà Vila của đây. Dĩ nhiên là ở tiệm Ấn Độ thì sẽ rất cay. Do vậy mình dặn họ là mình ăn không cay thì họ nói là cái món này không cay. Và đây là bánh naan phô mai, là một món đặc biệt của người Ấn Độ nha mọi người ha. Bánh naan phô mai, c'est naan phô mai et ça c'est poulet cuila que je pris restaurant et j'ai demandé pas de piment. Il dit non, ce plat n'a pas pimenté. Quand je vais goûter, je vais vous dire si c'est bon ou pas. Nhận xét khởi đầu của món này cũng khá ngon. J'ai goûté le plat, ça c'est bon. C'est le curry avec du crème fraîche et des légumes, le poulet dedans. Món này còn có kem tươi, cà ri và một số rau củ trong đây, một chút ớt, cay rất là nhẹ. Còn ai thích ăn cay thì gọi cái cay nhiều ha, mình gọi ăn cay nhẹ thôi. Bánh phô mai thì bánh nướng có mùi phô mai ăn giòn, nói chung là khá là ngon ha. Và trước mọi người đang có điệu nhảy Ấn Độ. Những ai mà coi phim Ấn Độ á, thích phim Ấn Độ thì chắc coi những cái màn nhảy của người Ấn Độ sẽ rất là thích ha. C'est qui aime les films indiens, les films hindous. Vous aimez les danses indiennes aussi. Thank you.
cái gà này thì có legume, xin lỗi, là rau của rau củ nè, gọi là legume, thì nó có cà rốt nè, có hạt potipoa, có đậu cô ve, có cả cuộn rét, mình giống như gọi là bí ha, bí, và cái này không biết là ớt chuông á, mình thấy ớt chuông cái gì đó đại khái, ăn rất là ngon vừa miệng. Non les plats, légumes, gia đình à couvert, petit pois, carotte, courgette, des poivrons, je pense. Mais très bon goût. J'aime bien. Alors, on a la petite vidéo. C'est un petit vidéo là. La vidéo avant de partir. Nhà hàng rất là đẹp ha. Belle décoration ici. Oh, le film là. Top là. Pas personne. Và tổng cộng tiền ăn uống ngày hôm nay của hai mẹ con là 31,85 cm nha. En tout payé aujourd'hui, c'est 31,85 €. Bon, Léo a déjà mangé, d'un coup, il mange seulement le dessert et prend le jus Fanta. Léo, tu n'as ăn mấy rồi, KFC rồi, nên cháu chỉ có ăn cái món tráng miệng và uống ly nước. Cũng có nhà hàng châu Á hay tàu Nhật gì không biết, thấy để cống đèn đó ha. Cela ramen. Dạo đây. Il faut payer un abonnement. C'est grand ici. Có rất nhiều nhà hàng. Ở bên kia là Five Guys. Leo cũng thích ăn cái chỗ đó nè. Lui, il a allé des Five Guys, mais à Paris. Mình nói con trai mình cái nhà hàng Five Guys này, hai mẹ con cũng đã ăn thử rồi. Mà nó ở Paris. Cái hàng bán như cái đồ nè. Lớn hơn. Tất cả các tiệm ăn đều nằm ở tầng 3. Tầng 2 chứ xin lỗi, tầng 2. Tầng trệt với tầng 1 là bán những cái đồ quần áo, mỹ phẩm đại khái của siêu thị, và tầng 2 là thức ăn uống. C'est grand ici. Ce deuxième étage. À, con trai mình nói đây là cái cán Nhật mà đồ ăn nó chạy trên quầy chạy xuống thì sao đây nè. Quá trời. Tên sushi quay. Dans le restaurant japonais là dans le centre commercial et il y a les trains qui ramènent de manger la table. Ah oui, d'accord. Il y a du monde à la queue là. Đây nè, cái xe này, xe hay gì kéo đồ ăn lại nè. Ah, c'est ça. D'accord. Ah oui, c'est ça. Bon, on peut venir la prochaine fois pour goûter, mais je ne sais pas si t'aimes bien ça. Nói con lần sau sẽ vô đây ăn. Con trai thì nó không thích ăn này lắm, nên chắc không có vô thì đi một mình hay với bạn bè vô được. Quá trời lớn rồi. Ở đây chỗ đậu xe hơi cũng rất là lớn ha. Si si la restaurant le plus grand à Philippines. Ở đây cái nhà hàng mình thấy nó rộng hơn là những cái nhà hàng ở Philippines ha. Ở trung tâm thương mại có tên là Philippines. Rồi vô đây. Dạo vòng. Hàng tên là Anjana nữa. Rồi. À 13,4 km d'ici.
thôi, bây giờ xin chào mọi người nha. Hết video rồi, xin chào mọi người. Hẹn lại video sau, nhớ cho mình một cái like nha. Tiếp tục cùng mình đi khám phá những cái địa điểm, những cái nơi và những cái nhà hàng đặc biệt ở bên đây nhé.